Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 trang 58 đến trang 61, tuần 25, bài 14, học nghề, sách kết nối tri thức. Đầu tiên là phần đọc, sắp xếp các tranh dưới đây theo trình tự hợp lý. Như vậy các em hãy quan sát kỹ các bức tranh và xem hai nhân vật trong tranh đang làm gì. Từ đó chúng ta sắp xếp chúng theo cái trình tự phù hợp. Như vậy các em quan sát kỹ bức tranh thì chúng ta thấy là hai nhân vật bố đang tập cho bạn nhỏ đi xe đạp. Như vậy đầu tiên ở tranh một thì bạn nhỏ đang giữ thăng bằng ở trên xe đạp nè. Rồi tranh hai thì bạn nhỏ chạy được xe một mình và bố chạy theo. Và tranh ba thì bố đang vịn xe cho bạn nhỏ tập chạy. Rồi trên 4 thì bố giúp bạn nhỏ dắt xe. Như vậy ở trong tranh này thì hai nhân vật bố đang tập bạn nhỏ chạy xe. Như vậy trình tự đầu tiên hợp lý đó là tranh nào? Đó là tranh 4, là bố và bạn nhỏ dắt xe chuẩn bị tập xe. Rồi tiếp tục thì bạn nhỏ lên xe và giữ thăng bằng. Rồi tiếp theo bạn nhỏ chạy xe và bố ở phía sau vịn. Rồi tiếp theo tranh 2 thì bạn nhỏ chạy một mình và bố chạy theo sau. Như vậy trình tự hợp lý đó là đầu tiên là tranh 4, thứ hai là tranh 1, thứ ba là tranh 3 và cuối cùng là tranh 2. Như vậy trình tự hợp lý là 4, 1, 3, 3, 2, tranh 4, tranh 1, tranh 3, tranh 2. Tiếp theo, bài đọc học nghề. Hè năm ấy, Valia theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục cô gái phi ngựa đánh đàn. Valia nghĩ cô ấy thật xinh đẹp và dũng cảm, và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa. Dịp may đã đến, rạp xiếc cần tuyển diễn viên. Valia xin bố mẹ ghi tên học. Em gặp ông giám đốc và nói: xin bác nhận cháu vào học tiết mục phi ngựa đánh đàn. Được, ông giám đốc nhìn em cười. Thế cháu biết phi ngựa chưa? Dạ chưa, nhưng cháu rất thích và sẽ học được ạ. Tốt, bây giờ cháu cầm cái chổi kia theo bác. Valia theo ông giám đốc ra chuồng ngựa. Ông giám đốc nói: việc trước tiên của cháu là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa này, bạn biểu diễn của cháu đấy. Valia rất ngạc nhiên. Em suy nghĩ rồi cầm chổi quét phân và rác bẩn trên sàn chuồng ngựa. Valia đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa trong suốt thời gian học. Ông giám đốc gật đầu cười bảo Valia: công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu thế đấy. Cháu ạ, cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên. Về sau, Valia trở thành một diễn viên như em hằng mong ước. Theo tiếng Việt 3, 1985. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc học nghề. Về nội dung bài đọc thì bài đọc là cái câu chuyện kể về Valia với ước mơ trở thành diễn viên phi ngựa đánh đàn. Valia đã bắt đầu học từ những việc nhỏ bé nhất để thực hiện ước mơ của mình. Tiếp theo trả lời câu hỏi, câu 1, đi xem xiếc về, Valia mơ ước điều gì? Thì các em hãy đọc kỹ đoạn đầu tiên trong bài đọc. Đi xem xiếc về, Valia mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa đánh đàn. Câu 2, việc đầu tiên Valia được giao khi vào học ở rạp xiếc là gì? Thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn thứ 2 và quan sát bức tranh. Chúng ta sẽ quan sát bức tranh ở trong bài để chúng ta trả lời. Như vậy, việc đầu tiên Valia được giao khi vào học ở rạp xiếc là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa trong chuồng, bạn diễn của Valia.
Câu 3, việc đầu tiên. Xin lỗi, câu 3, vì sao ông giám đốc lại giao cho Valia việc ấy? Thì các em hãy đọc kỹ các đáp án để chúng ta chọn cho đúng. Vì ông đang cần người quét dọn chuồng ngựa. Vì ông muốn Valia được gần gũi làm quen và chăm sóc chú ngựa diễn. Vì ông muốn dạy Valia biết phi ngựa đánh đàn. Như vậy ông giám đốc lại giao cho Valia việc đó là bởi vì ông muốn Valia được gần gũi và làm quen và chăm sóc chú ngựa diễn. Tiếp theo câu 4, câu chuyện kết thúc như thế nào? Thì các em đọc kỹ câu cuối và chúng ta trả lời câu hỏi. Thì câu chuyện kết thúc bằng việc Valia đã trở thành một diễn viên cưỡi ngựa đánh đàn mà bạn ấy hằng mơ ước. Tiếp theo câu 5, theo em câu cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên ý nói gì? Valia sẽ còn phải học tập xây tháp, vì xây một tòa tháp ra cao rất là khó khăn. Muốn làm được việc lớn thì cần biết làm tốt những cái việc nhỏ. Như vậy thì các em mà đọc kỹ các đáp án và chúng ta chọn cái đáp án đúng. Như vậy ở đây câu cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên ý nói là muốn làm được việc lớn thì cần biết làm tốt những việc nhỏ. Tiếp theo phần viết ôn chữ, viết hoa, viết tên riêng, viết câu. Rồi luyện tập. Số 1 nhỏ. Tìm những câu có sử dụng dấu gạch ngang ở đầu dòng trong bài học nghề. Như vậy các em đọc lại bài đọc học nghề để tìm các câu văn có sử dụng dấu gạch ngang ở đầu dòng. Như vậy những câu có sử dụng dấu gạch ngang ở đầu dòng trong bài học nghề đó là các câu: xin bác nhận cháu vào học tiết mục phi ngựa đánh đàn. Được, thế cháu biết phi ngựa chưa? Dạ chưa, nhưng cháu rất thích và sẽ học được. Tốt, bây giờ cháu cầm cái chổi kia theo bác. Việc trước tiên của cháu là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa này bạn biểu diễn của cháu đấy. Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu thế đấy cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên. Rồi tiếp theo câu số 2, dấu gạch ngang trong những câu em vừa tìm được dùng để làm gì? Như vậy dấu gạch ngang ở những câu mà chúng ta vừa tìm được ở đây, thì các em thấy những dấu gạch ngang này dùng để làm gì? Dùng để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật ở trong chuyện. Như vậy dấu gạch ngang trong những câu em tìm được ở bài tập 1 dùng để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật trong chuyện. Tiếp theo câu 3, tìm những lời đối thoại có trong câu chuyện sau. Theo em cần sử dụng dấu câu nào để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật? Nhà bác học không ngừng học. Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đắc Uyên vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya. Con của Đắc Uyên hỏi, cha đã là bác học rồi còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt? Đắc Uyên bình thản đáp, bác học không có nghĩa là ngừng học, theo Hà Vị. Như vậy ở đây các em hãy tìm lời đối thoại có trong câu chuyện. Theo em cần sử dụng dấu câu nào để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật? Thì lời đối thoại ở trong câu chuyện là cha đã là nhà bác học rồi còn phải ngày đi nghiên cứu làm gì cho mệt. Bác học không có nghĩa là ngừng học. Thì theo em cần sử dụng dấu hai chấm để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật.
Tiếp theo câu 4. Phần luyện tập, phần luyện viết số 1 nhỏ. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Như vậy các em hãy quan sát tranh và đọc kỹ các lời nói ở trong hộp thoại để trả lời câu hỏi. Tớ muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà tớ. Tớ muốn làm kỹ sư nông nghiệp để trồng được nhiều cây, ăn quả ngon. Tớ ước làm nhà du hành vũ trụ để khám phá bầu trời. A. Các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về điều gì? B. Em thích ý kiến nào của bạn? Vì sao? C. Nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên, em sẽ nói gì về ước mơ của mình? Thì các em hãy quan sát các bức tranh và các lời nói trong học thoại. Thì các em thấy ở các bạn ở trong tranh đang nói với nhau về ước mơ của mình. Thì các em thích ý kiến nào của bạn thì các em hãy nêu ra, rồi chúng ta sẽ trả lời vì sao. Rồi nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên thì em sẽ nói ước mơ của mình như thế nào. Thì ở đây câu A, các bạn nhỏ trong tranh đang nói với nhau về ước mơ của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ ở câu B này, em thích ý kiến nào của bạn thì các em sẽ trả lời, ví dụ như là em thích ý kiến của bạn nhỏ muốn làm bác sĩ vì ước mơ đó cho thấy là bạn ấy là một người cháu hiếu thảo, hoặc là em thích ước mơ của bạn muốn làm nhà du hành vũ trụ hoặc là kỹ sư nông nghiệp, thì tùy các em thích bạn nào, ý kiến của bạn nào thì các em sẽ nêu ra. Rồi nếu tham gia vào cuộc trò chuyện của ba bạn thì em sẽ nói gì? Ví dụ như là tớ ước mơ được trở thành cô giáo để có thể dạy chữ cho các em nhỏ ở miền núi, vân vân. Hoặc là em thích ước mơ của mình trở thành như thế, người như thế nào thì các em sẽ nêu ra. Rồi tiếp theo câu 2, viết một đoạn văn về ước mơ của em, gợi ý. Em ước mơ điều gì? Nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em cảm thấy như thế nào? Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó? Như vậy chúng ta sẽ viết một đoạn văn để mà nói về ước mơ của mình dựa vào gợi ý. Ước mơ em ước mơ điều gì? Nếu ước mơ đó thành sự thật thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó? Cô viết dựa đoạn văn: từ nhỏ em rất thích vẽ tranh. Em ước sau này mình có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nếu có thể trở thành họa sĩ thì em sẽ rất là vui và tự hào. Ngay từ bây giờ em phải chăm chỉ rèn luyện khả năng vẽ tranh của mình để ngày càng tiến bộ hơn. Tiếp theo số 3 nhỏ đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và sửa lỗi, dùng từ đặt câu, sắp xếp ý. Cuối cùng phần vận dụng, chúng ta sẽ tìm đọc câu chuyện bài văn bài thơ về một người yêu nghề say mê với công việc, hoặc là một bài học về cách ứng xử với những người xung quanh. Thì các em có thể tìm đọc ở sách báo, trên mạng, hoặc là hỏi người thân ở trong gia đình. Thì ở trong sách giáo khoa chúng ta có ví dụ đó là câu chuyện cậu bé học làm thuốc, thì các em có thể đọc thêm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.